lại ngay đi cùng HTV3 DreamsTV để không bị bỏ lỡ sự thức tỉnh của Iberutaru. Giải cứu vương quốc chính là sứ mệnh của cô. Tử thần. Biến đi. Đối mặt. Sụp đổ. Tất cả chỉ có trên HTV3 DreamsTV. Pokémon, Diancie và Chiếc Kén Huỷ Diệt phát sóng lúc 20:30 Chủ nhật ngày 2 tháng 9.